A friend of mine courier to make it to get to us. Yes. This one is a hot pepper. Green paste? And green paste is the hot pepper. Nè, chuẩn bị ăn trưa. Đó. Cái này là cây đậu nành á. Đậu nành này xay ra. Cái cô bạn người Hàn Quốc họ làm cho mình một hũ vậy đó. Rồi mình thoa lên trên bây giờ tới trái tiêu. Thì trong đây nó cũng là mặn rồi, trong cái này cũng là mặn rồi. Okay. At least the oil from beginning that. Oh, so, essential oil, ha ha. She means so oil, okay. Essential oil. Mm-hmm. That's okay here. Oh, so no more. Goodbye. Oh, no. Oh, get some olive. Olive oil? Yeah, olive. Dầu olive. Bỏ một miếng muối tôm rồi sáng này mình làm nha các bạn, muối tôm sáng mình làm. Đó. Đó. Olive oil? Yeah. So the sesame seed, the stick. Right. And then now sesame seed here. Yeah, okay. Đại thêm muối, muối mè lên, nó mè lên, nó ngon mà trong này. Mình bé luôn biết được. Mình được phần. That you give it all. Yes, okay. That was left. Mm-hmm. Mm-hmm. Bây giờ để đây khoảng chừng 10 phút. Leave it for 10 minutes. 10 minutes, yeah. Okay, now Mission Impossible for the baking the rib. Mission Impossible for baking the ribs. Mission Impossible. Like Mission Impossible. Like. Okay. So, what is it? Good. 310 is good. 315 is. Okay. But. Hello everybody! Have lunch yet? Now, it's a Sunday. Sunday, lunch. Yeah, we have lunch now. Ribs. Ribs. The tuna from last night. Tuna from last night. Tuna from last night. Vegetables. Tuna. Good.
Give me this. Xin chào các bạn. Muốn sườn chín không à? Cắt ra. Năm. Ở trên mạng á, mình ở đây nè các bạn, mình lấy vợ cũng là gần 5 năm, 40 năm rồi. Cho mình cũng người vợ Tây chứ đâu phải là người vợ Việt đâu. Mình chồng Việt mà lấy vợ Tây, lấy vợ Canada nè. Nhưng mà người ta đâu có vô trong cái kênh mình coi cả 100.000 view đâu, thấy không? Không cần thiết, mình cứ làm cho vui được mà, thấy không? Mình đã về hưu rồi, cho nên mình làm cho vui. Mình cũng phải có tiền ở trong, mình cần phải làm YouTube để kiếm tiền. Đó. Bây giờ đang có mùa dịch bệnh nè, thì YouTube những quảng cáo nọ là nó cắt bớt cái rồi. Nó không còn YouTube, nó không có trả tiền nhiều như lúc trước nữa. Ví dụ như các bạn làm YouTube à, khoảng năm nó mới bắt đầu ra đó là cách đây 11 năm á, nhưng 15 năm á YouTube đã có 15 năm rồi. Thì khoảng ra chuyện đó đó thì các bạn sẽ làm có tiền nhiều, nhưng mà sau này nó đổi những chương trình nó đổi lại hết thì nọ đó, sao rồi có cái ray đúng không nữa, cho nên rất ít có người mà họ làm tiền từ trong YouTube nữa. Thì nhất là trong cái mùa dịch thì nào ai đấy cũng ở nhà hết, ồ nhà ra cho là YouTube. Dạ. Đó. Thì cũng không có bao nhiêu tiền nữa. Cho nên mà thật ra đó, những người còn độ tuổi trung niên á, ví dụ như 50 mà 23, 46, 78 á, 9 á, đó. 60 thì là cho vui, nhưng mà mình phải có cái công việc chính của mình làm cho vui. Chứ mình ôm YouTube mình làm thì phải biết viết là có những người làm YouTube mình chỉ nói những cái chuyện quá khứ, cũng chưa chắc là họ đã nói thật nữa. Những cái gì YouTube tốt thì họ nói, nhưng cũng những cái cảm nghĩ của họ không có nói là thật. Thì có những cái YouTube khác họ có thể lấy chồng Hàn, lấy chồng Nhật, lấy chồng Mỹ, lấy chồng Canada, lấy chồng gì đó, họ có cái người vợ Việt chồng khắp cả thế giới họ làm, nhưng mà họ nói thật, họ
nó phát ra được cái cảm nghĩ của họ, cái đời sống của họ. Thì nhiều người ta vô ta tò mò, ta vô ta coi cho người ta nghe thấy như vậy, người ta vô người ta coi cái nhiều review. Thật ra cái người mà đăng ký không cần người đăng ký, không có review đâu. Rồi con mình có lẽ làm những cái để người ta ủng hộ tiền của mình trong cái cát cao à. Nhưng mình làm đây nè, cũng có nhiều người ta ủng hộ mà ta đâu bao nhiêu người view đâu, nhưng mà ta ủng hộ, ta cho tiền mình để mình có vui để mình làm thêm nữa. Người ta cũng cho tiền mình, có thể mình một tháng thì mình cũng thu tập được. Hồi năm ngoái thì mình thu tập nhiều, ta cho tiền mình nhiều, lúc có cả ngàn đồng một tháng luôn á các bạn. Mà mình không có ít, rất ít người view. Năm nay tới đây cái mùa dịch nè, thì cũng có nhiều người ta, người ta cũng cho tiền mình, mà mình cũng ít người view chứ mà không có bao nhiêu người view đó. Kênh của mình view thấp lè lè luôn, chỉ có khoảng 50 view là nghĩa là rất là hạnh phúc rồi đó. Thấy bạn cười mình cũng cười, thấy bạn khóc mình cũng cười luôn. Mình không có dính vô những cái tình cảnh như vậy. Nó đúng ra mình cũng được biên, cũng đã qua đây cũng 40 năm rồi, cũng đã ở đảo Bửa Đông á. Qua đây là đúng cái ngày hôm nay là cái ngày từ đảo nè. Cái ngày hôm nay là ngày tháng 4/26 là cái ngày mà mình rời đảo Bửa Đông. Sau khi 4 tháng mình lưu lạc ở trong đảo Bửa Đông, 4 tháng ở tại Bửa Đông. Còn đồ Bửa Đông á, mình mà lại tới đảo của những người mà họ được đi qua. Thì cái ngày tháng 4/26 nè, mình rời đảo ra cầu đó, ra cầu Pretty để mình ở đảo. Thì trong cái đó là cái loa phong thanh á, họ phát ra những cái bản nhạc tiểu mình rời đảo Bửa Đông. Thì cái khoảng nghiêm trùng xa cách đến bây giờ mình một lúc nghe lại cái bản nhạc nghiêm trùng xa cách đó, mình cảm thấy bồi hồi cho các bạn. Rồi ngày mai em đi biển nhớ, đã bạc biển nhớ đó là có lệ thu ở trong đảo, thu cũng đi dịch biển ở trên đảo cũng của mình. Mình hy vọng á, cái đảo thì có đảo chứa tới khoảng 150.000 người đến 200.000 người, cái phạm vi á phải chừng đâu có cái số vuông này không có lớn, nó cứ đảo thì lớn, nhưng cái khu mà mình để ở tị nạn á, những người mà kêu là boat people á, vượt biên bằng thuyền á, ở chỉ có một cái phạm vi chia ra 4 khu A, B, C, D. Cái bãi xe á, cái biển bãi xe á, là có những cái quán cà phê cũng gần người Việt mình nó đi vượt biên á, rồi tạo ra cái cà phê tối mình ra đó, mình đâu có tiền đâu, đâu có ra gì nè, té nè về thôi. Bạn biết rồi, những đảo đậu hoa chuột đó bự to như là cái hay để mình sẽ
to, nhiều cái bắp chân dữ đó các bạn. Nó cắn mình. Hắn mỗi ngày mình cắn cái ngón chân mình. Mà đến nỗi một giờ mình vẫn còn sử dụng với các bạn. Đó, cho nên thôi bây giờ mình tạm ngưng lại đây. Có thể ngày mai mình sẽ kể dài hơn. Chúc các bạn vui vẻ. Stay safe. Stay safe.